Xin chào anh chị, cô chú, em là nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Một ngày mới, em kính chúc anh chị cô chú nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài, phát lộc nha. Hôm nay em về ấp Long Bình B, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một căn nhà vườn mái Thái rất là đẹp luôn. Có tổng diện tích là 845,7 m². Trên thửa đất căn nhà có 120 m là đất thổ cư và chủ quyền nhà là đầy đủ. Trước tiên em xin giới thiệu về con đường đi. Mình rẽ phải là liên thông ra đường huyện lộ 35 khoảng là 600 m. Con đường này rộng khoảng là 3 m. Anh chị di chuyển là đường xe ô tô 4 chỗ rất là thoải mái luôn nha. Ở đây thì có điện, nước, wifi có đầy đủ. Nhà cửa khu vực này rất là đông, rất là thích hợp để cho anh chị mua nghỉ dưỡng là tuyệt vời luôn nha. Và khu vực này thì cũng có đầy đủ tiện ích như là chợ, trường cấp 1, trường cấp 2. Mình cách khoảng 500 m. Xung quanh đất thì gia chủ đều cắm trụ bê tông và đã kéo lưới B40 hết đất. Về vấn đề ranh giới thì anh chị, cô chú mình mua rất là yên tâm luôn nha. Còn hướng bên đây thì anh chị liên thông khoảng 40 m là đường cùng nha anh chị. Trước phần đất thì mình có một con kênh rộng khoảng 2 m. Kênh này thì cũng liên thông ra sông Nguyễn Tấn Thành. Anh chị lấy nước ra vào để tưới tiêu rất là thuận tiện luôn nha. Và ở đây thì nước ngọt quanh năm nha anh chị, không có bị nhiễm phèn hoặc là bị nhiễm mặn. Vậy thì anh chị, cô chú mình có thể trồng dừa nè, chuối, mít, sabo chê, nhiều loại cây ăn trái thì anh chị đều trồng được hết luôn nha. Ở đây thì mình có đèn năng lượng luôn anh chị. Từ vị trí cái trụ bê tông này nè, nó dài ra ngoài kia thì gia chủ đều gắn đèn năng lượng hết. Diện tích mà hôm nay em giới thiệu anh chị ngang theo mặt tiền là 29 m và có chiều sâu là 25. Đất mình ở phía sau nở hậu ra là 30 m. Đất và nhà của mình thì cũng tương đối cao ráo và bằng phẳng nha anh chị, rất là đẹp luôn. Đất thì không màu mỡ, xung quanh thì cũng không có. Vị trí này thì rất là đẹp để cho anh chị cô chú mình mua về nghỉ dưỡng là tuyệt vời luôn nha. Diện tích mình tính từ ngay chỗ trụ bê tông này nha anh chị, mình đo thẳng qua bên kia là 29 m. Ở đây thì gia chủ đều làm cổng gào rất là kiên cố luôn anh chị. Cổng gào thì sơn và cổng của mình thì gia chủ làm bằng sắt nha anh chị. Đất của mình thì tới ngay chỗ vị trí này nè là hết ranh giới của mình nha. Ở đây thì mình còn một miếng nữa nha anh chị. Đường đây thì đường cùng. Bên đây thì cũng hàng sắt và gào B40 hết luôn anh chị. Căn nhà phường này thì chủ chỉ mới xây thôi. Cho chính chủ thì cũng đang rất là kẹt tiền nên cần bán gấp nha anh chị. Ở phía trước thì gia chủ có trồng 3-4 gốc dừa xiêm. Bên trong thì trồng bưởi da xanh. Ở đây thửa đất căn nhà của mình đang quay về hướng bắc nha anh chị. Từ trung tâm thành phố Mỹ Tho, anh chị di chuyển về đây khoảng 10 km. Từ thành phố Hồ Chí Minh, em lấy móc từ bến xe miền Tây, anh chị di chuyển về khoảng 64 km là anh chị tới nha. Hiện gia chủ đang rất là kẹt tiền nên cần bán gấp căn nhà vườn mái Thái
với giá là 1.420.000. Gia chủ sẽ tặng hết nội thất cho anh chị luôn nha. Nếu anh chị, cô chú mình thấy phù hợp thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ luôn nha. Hoặc anh chị kết bạn Zalo nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ gửi sổ thông tin vị trí thửa đất căn nhà phường trên Google Maps để anh chị trực tiếp xem trên vệ tinh. Anh chị về đây thì cũng không mất thời gian nha. Phía trước thì gia chủ có trồng hai cây mai vàng nha anh chị. Ở dưới nền thì lót gạch, tường thì sơn và đã đi bê, trần thì gia chủ đóng la phong. Cửa thì gia chủ dùng cửa nhôm nha anh chị. Để em di chuyển lên phòng thờ để anh chị mình tham quan. Ở đây thì gia chủ chỉ thờ Phật thôi anh chị. Tường thì lót khoảng 1m6, phía trên thì sơn và đã đi bê, trần thì đóng la phong. Và mỗi bên hông thì gia chủ cũng đều thiết kế hai cánh cửa bên ngoài để cho anh chị lấy ánh sáng thật là thông thoáng luôn nha. Do chính chủ thì cũng rất là lớn tuổi nên chuyển đầu đi không được, nên gia chủ sẽ tặng lại cho anh chị cô chú mình hết nội thất luôn nha. Và với giá là 1.420.000 nha anh chị. Ở cửa mình thì cửa nhôm nha anh chị, rất là kiên cố luôn. Ở phía trước thì cột mình thì gia chủ lót đá hoa cương nha anh chị. Ở không gian này thì về anh chị mình là nghỉ dưỡng em thấy là tuyệt vời luôn anh chị. Hoặc anh chị kết bạn Zalo nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang, bên em sẽ gửi sổ thông tin vị trí thửa đất căn nhà phường trên Google Maps để anh chị trực tiếp xem trên vệ tinh. Anh chị về đây thì cũng không mất thời gian ha. Ở đây thì mình có một cái bàn để anh chị mình tiếp khách và anh chị mình uống trà. Còn bên đây thì mình có một cái không gian phòng khách anh chị. Bên trong thì gia chủ xây một cái phòng ngủ rất là rộng luôn. Ở dưới nền thì cũng lót gạch anh chị. Tường thì lót khoảng 1m8. Tường thì sơn và đã đi bê. Trần thì đóng la phong. Bên trong thì mình có máy lạnh nè. Gia chủ thì cũng thiết kế một cánh cửa bên ngoài luôn nha anh chị. Căn nhà mình thì em thấy rất là sáng luôn. Cửa của mình là cửa bằng nhôm. Ở đây là khu vực bên ngoài của mình. Gia chủ thì đều thiết kế hết luôn anh chị. Cửa sổ rất là nhiều. Còn khu vực này là không gian nhà bếp của mình. Ở nhà bếp thì chủ cũng lót gạch hết luôn anh chị. Ở căn nhà này thì chủ chỉ mới xây thôi. Ở đây thì mình có nhà vệ sinh bên trong. Gia chủ thì cũng lót gạch hết luôn anh chị. Và dán lên gần tới mí la phong. Cửa của mình là cửa bằng nhôm. Còn khu vực này là không gian sàn nước của mình. Bên đây thì mình có toilet riêng luôn. Điện nước wifi thì có đầy đủ luôn nha anh chị. Ở phía trên thì mình có một cái gác lửng phía trên đó anh chị. Hiện gia chủ đang rất là cần tiền nên gia chủ cần bán gấp căn nhà vườn mái thái thổ cư chủ quyền nhà là đầy đủ với giá là 1.420.000. Nếu anh chị thấy phù hợp thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ luôn nha.
bên em thì cũng có nhận ký gửi mua bán nhà đất và thiết kế xây dựng công trình hỗ trợ cho anh chị sang lắp mặt bằng, xây nhà phường, lên thổ cư. Nếu anh chị có nhu cầu, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ để anh chị cư trú mình đủ điều kiện luôn nha. Em cũng xin nhắc lại thông tin địa chỉ cho anh chị và cô chú mình nắm lại một lần nữa ha. Hôm nay thì em về đây thuộc ấp Long Bình B, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một căn nhà phường mái Thái có tổng diện tích là 845,7 m². Trên thổ đất căn nhà có 120 m là đất thổ cư. Diện tích xây dựng là 120 m và diện tích sàn của mình là 120 m nha anh chị. Ở ngang của mình là 29, sâu vào là 25. Đất mình thì ở phía sau nở hậu nhẹ ra là 30 m. Ở gia chủ thì đang kêu bán với giá là 1 tỷ 350 triệu nha anh chị. Ở căn nhà của mình thì gia chủ chỉ mới xây thôi, còn rất là mới và khang trang. Anh chị về đây mình mua nghỉ dưỡng là thích hợp nha anh chị. Cho chính chủ thì cũng đang rất là kẹt tiền nên cần bán gấp nha anh chị. Những đồ trang trí nội thất bên trong thì gia chủ sẽ tặng lại cho anh chị hết luôn nha. Và phía trước thì mình có phường mai nè, xung quanh thì có trụ gào B40 hết. Và ranh giới thì rất là rõ ràng, anh chị cô chú mình mua rất là yên tâm. Để em di chuyển ra khu vực bên ngoài để anh chị mình xem và tham khảo luôn nha. Ở bên đây thì chủ đang trồng bưởi anh chị. Ở bên hông thì mình có một cái ao cá nữa. Ở đây thì mình có tiền chế, anh chị mình đậu xe gắn máy cũng được anh chị. Ở đây thì chủ đang nuôi cá phi nha anh chị. Ở không gian này thì giờ về anh chị mình là nghỉ dưỡng là tuyệt vời luôn ha. Ở phía sau thì mình có cây khế nè. Ở căn nhà phường của mình rất là đẹp luôn anh chị ơi. Mình mua về nghỉ dưỡng là tuyệt vời luôn anh chị. Giá này thì em thấy cũng rất là hợp lý luôn. Ở đất mình thì phía sau có trụ và gia chủ thì cũng gào hết luôn. Ranh giới thì rất rõ ràng, anh chị mình yên tâm ha. Ở đây thì mình có một cái cây khế nè, rất là đẹp luôn anh chị. Nó cũng đang cho trái luôn. Ở nhà vườn mái Thái luôn anh chị, rất là đẹp. Ở ngang của mình là 29 và có chiều sâu là 25. Ở tổng diện tích của mình là gần 900 m² nha anh chị. Ở thổ cư là 120 m và chủ quyền nhà đầy đủ luôn anh chị. Ở bưởi thì gia chủ trồng chỉ khoảng 1,5 năm đến 2 năm thôi. Về thì anh chị mình chăm sóc bón phân khoảng một thời gian sau thì bưởi sẽ cho trái luôn nha anh chị. Anh chị thấy video này hữu ích, cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ để bên em có động lực để đi quay những video tiếp theo gửi đến quý anh chị. Anh chị và các bạn Zalo nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang, bên em sẽ gửi sổ thông tin vị trí thửa đất, căn nhà phường để anh chị mình trực tiếp xem trên vị tin luôn. Anh chị về đây thì cũng không mất thời gian ha. Em cũng xin kết thúc video, hẹn anh chị cô chú ở những phần video tiếp theo nha.